Trân trọng kính chào quý anh chị em trong tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta mỗi ngày được có lời của Ngài đến để làm tươi mới đời sống của chúng ta và giúp chúng ta trong một ngày làm việc có lời của sự sáng. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Và ngày hôm nay chúng ta cùng học với nhau qua răng đoạn 4 từ câu 1 tới câu 42 phần A, nghệ thuật làm chứng của Chúa Giêsu. Và trước khi học lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng đến với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Cha yêu dấu của chúng con biết ơn Chúa vì ngày mới. Xin Chúa ban phước trên anh chị em của chúng con, Ngài giúp đỡ, Ngài bao phủ thần của Ngài ở cùng với chúng con. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên cho Chúa và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng nghe lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đoạn 4, răng đoạn 4 từ câu 1 cho tới câu 42. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhưng đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bây giờ, độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messi, nghĩa là đấng Christ phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà. Nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy nói với người.
Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: "Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ý chẳng phải là Đấng Christ sao?" Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song Le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: "Thưa Thầy, xin hãy ăn." Ngài đáp rằng: "Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết." Vậy môn đồ nói với nhau rằng: "Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lẫm tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây, người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ." Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: "Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Chúng ta vừa nghe lời của Chúa qua giọng đọc của Mục sư Nguyễn Thủy, và chúng ta thấy câu chuyện được chép ở trong bối cảnh của sách Tin Lành Răng, và đó là năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy trong bối cảnh câu chuyện diễn ra như thế này, chúng ta biết là bản đồ xứ Palestine thì có 5 vùng, và ở trên phía bắc thì có vùng Galilee, vùng ở giữa có vùng Samari, và ở dưới là vùng Juda. Thì theo như cái lịch sử của dân Israel, trước công nguyên dân Israel đã bị lưu đày 2 lần, đó là vào thế kỷ thứ 7 và vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Khoảng vào năm 758 trước công nguyên thì người Israel bị lưu đày bởi Nebuchadnezzar. Và khi cái ông Nebuchadnezzar ông đến đó, thì ông sẽ làm một cái việc là đưa tất cả những cái người dân Israel đi sang Babylon để lưu đày, nhưng mà để lại những cái người già yếu, những cái người trẻ con, người già, người yếu, người không làm được việc. Rồi sau đó Nebuchadnezzar đưa những cái người ở xứ khác trở về đây để mà sinh sống, và khi những cái người còn sót lại của Juda hay là Israel lấy những cái người dân ngoại đến đây định cư, thì sinh ra một cái dòng nai tạp, và cái dòng đó sống ở Samari. Kể từ lúc đó cho nên khi mà người Do Thái lưu đày trở về thì họ không có bao giờ có cái va chạm, hay là họ không có muốn thông công với người Samari, dân tộc Samari. Bởi vì họ nghĩ rằng dân Samari đã là dân nai tạp rồi. Và ở trong con mắt của người Do Thái đó, thì người Do Thái là người duy nhất trên thế giới này được Đức Chúa Trời chọn và được làm con của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời cứu chuộc. Do đó, trong cái thời của Chúa Giêsu, thì khi mà người ta đi từ Galilee cho tới Jude, thì người ta không có đi ngang qua Samari, mà người ta phải đi đường vòng. Người ta đi đường vòng qua Decapone, rồi qua Bere, rồi người ta mới xuống tới vùng này là vùng Juda.
Nhưng trong cái trong khi mà Chúa Giêsu trên đường á, trở về Galilee, bởi vì năm chuẩn bị của Chúa Giêsu ngài ở xứ Galilee trong vùng Nazareth, và ở tại nơi đây thì Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của ngài, là những môn đệ đầu tiên á, bắt đầu làm chứng ở tại nơi đây. Và một lần kia khi mà trở về, trên đường trở về Galilee từ Jude, thì Chúa Giêsu đi ngang qua Samari, và ở tại Samari này Chúa gặp cái người đàn bà Samari, để vào bối cảnh câu chuyện được diễn ra ở trong hoàn cảnh vào một buổi trưa thật là nắng, và có người đàn bà Samari ở bên giếng nước đi ra để múc nước, rồi sau đó Chúa Giêsu đến để gặp xin nước uống, và Chúa Giêsu làm chứng về Đức Chúa Trời cho người Samari. Đấy là bối cảnh. Bây giờ chúng ta xem cái phương pháp làm chứng của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã làm chứng cho người đàn bà Samari về Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy gì? Điều này cho thấy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và trước mặt ngài thì ngài thấy các dân đều cần cái sự cứu rỗi. Tất cả mọi người đều cần cái sự cứu rỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên chúng ta thấy. Do đó ngài cũng làm chứng cho không những người Giuđa, nhưng mà ngài làm chứng cho cả người sống ở tại Samari, trong đó có người đàn bà Samari. Đức Chúa Giêsu làm chứng bằng cách nào? Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu dùng lạc điểm để làm chứng. Lạc điểm là như thế này. Lạc điểm là đưa từ một cái điểm mà không liên quan đến cái vấn đề mình làm, mà cái người nghe là quan tâm, nhưng mà dẫn tới cái điều mà mình muốn người ta quan tâm. Lạc điểm là đưa người ta từ một điểm người ta quan tâm, cái dẫn đến điểm mà mình muốn nói hay là mình muốn để cho người ta quan tâm. Thí dụ ở trong câu chuyện này thì người đàn bà Samari đi ra múc nước, và ngài người đó đang quan tâm đến cái chuyện làm như thế nào để có nước giữa trưa. Rồi người đàn bà đi múc nước giữa trưa tại sao? Bởi vì bà là một người tà dâm, và bà xấu hổ, bà không muốn nhiều người nhìn thấy bà. Trong hoàn cảnh đó thì Chúa Giêsu đến và Chúa đã làm chứng cho bà. Cho nên chúng ta thấy cái người đàn bà tà dâm khi mà gặp Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu đến thì ngài chủ động. Chúa Giêsu thứ nhất là cái phương pháp của ngài làm chứng là ngài chủ động đến xin người đàn bà là hãy cho ta uống. Thì khi mà Chúa Giêsu xin hãy cho ta uống đó, thì người đàn bà nhìn biết Chúa Giêsu là một người Israel, một người Do Thái, cho nên người đàn bà này rất là ngạc nhiên. Chúa Giêsu đến và nói với người đàn bà này hãy cho ta uống, người đàn bà này ngạc nhiên lắm, bởi vì cái người Giuđa đó là không bao giờ giao thiệp với người Samari, bởi lẽ người Samari đã là một dân nai tạp trong cái con mắt của người Giuđa. Cho nên Chúa Giêsu lại là người đàn ông Giuđa, và trong thời của Chúa Giêsu thì người đàn bà bao giờ cũng có phần yếu hơn và nép vế hơn. Và bây giờ Chúa Giêsu trực tiếp đến để mà xin nước. Thì đây là cái ngạc nhiên, cái người đàn bà đầu tiên người đàn bà ngạc nhiên về điều này. Thứ hai, khi mà Chúa Giêsu xin nước uống thì Chúa nói rằng nếu như mà ngươi biết cái người xin nước này là ai thì ngươi sẽ xin lại và người sẽ cho ngươi nước hằng sống. Thì Chúa đang dẫn cái người đàn bà này từ cái nước uống là nước uống để cho xác thịt thể xác, dẫn đến cái chuyện là nước uống tâm linh, đó là sự sống của thánh linh. Và người đàn bà rất là ngạc nhiên về điều này. Cho nên Chúa Giêsu đã làm một điều gì? Thứ nhất, Chúa Giêsu dùng lạc điểm. Từ cái chỗ mà người đàn bà này quan tâm đến cái chuyện nước dùng cho thân thể, rồi dẫn tới cái chuyện là nước để mà dùng cho cái sự sống cho cái linh hồn.
Và Chúa Giêsu ở đây đang nói về nước hằng sống. Đó là nước Thánh Linh tuôn chảy ra. Thì đấy là cái lạc điểm đầu tiên Chúa Giêsu dùng. Cái thứ hai, Chúa Giêsu chủ động đến trực tiếp, gặp trực tiếp. Không những gặp trực tiếp mà Chúa Giêsu còn trực tiếp mở lời trước. Đây là cái phương cách làm chứng của Chúa Giêsu. Chúng ta học được bài học ở đây, đó là hãy chủ động làm chứng về Đức Chúa Trời cho những người bên cạnh. Rồi hãy dùng một cái lạc điểm nào đó, cái điều gì đó người ta quan tâm để đưa người ta đến với Đức Chúa Trời. Thí dụ, một người đang quan tâm đến một cái vật như là mái tóc, thì chúng ta cũng có thể dùng từ cái mái tóc để đưa về với Chúa Giêsu. Trước đây tôi á, thì tôi thí dụ về cái cách làm chứng về mái tóc như thế này. Anh chị biết không, trước đây là tôi là không có quan tâm đến tóc, rất là bù nhù, rất là bùng nhùng, tóc thế nào cũng được. Tóc á, thì lúc thì thích nhuộm vàng, lúc thì nhuộm trắng. Nhưng mà một ngày kia tôi phát hiện ra một điều: nếu như mà cái người mà để tóc như vậy đó, thì cuộc đời người ta nhìn mình bằng một giống như là không có đứng đắn. Và sau này tôi biết trân trọng tóc nhiều hơn, tôi biết trải chuốt nhiều hơn, tôi biết là làm sao cho nó đơn giản, mát và nhìn đẹp mắt. Và thật sự thì mái tóc nó không có, nếu như mà không có chăm chút nó thì nó chẳng ra gì. Cũng như vậy, đời sống của chính mình tôi nó không ra gì trước khi mà tin Đức Chúa Trời. Nhưng khi đã tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời mình, thì được Đức Chúa Giêsu chăm sóc, được chúc Đức Chúa Giêsu chúc phước, và mỗi ngày nắn lên cái tính cách của tôi một chút, làm cho tôi từ cái người nóng tính thành cái người dịu tính. Và Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Chúa Giêsu là cội rễ của đức tin, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nếu ai tin nhận Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, và ai không tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu. Tôi nói thí dụ như vậy, đấy là cái cách dùng lạc điểm. Bất cứ một cái phương cách nào, một cái vật nào, một điều gì, chúng ta cũng có thể nói về lạc điểm. Cho nên Chúa Giêsu từ cái nước sống, nước uống, Chúa dẫn đến chuyện nước hằng sống. Đấy là câu chuyện của Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ chúng ta quay sang người đàn bà. Người đàn bà đó, vì là người tà dâm, tại sao bà này đi giữa trưa? Bởi vì bà là người tà dâm, ăn ở với 6 người đàn ông, mà cũng không có phải là 6 đời chồng, 6 người đàn ông. Cho nên đó, bà lại hổ thẹn khi mà đi múc nước giữa trưa. Bởi cớ nếu bà này đi sớm hơn thì người ta nhìn thấy và người ta sẽ chê trách bà này. Cho nên bà xấu hổ, bà cố gắng chưa vất vả bà phải đi lấy nước về để dùng. Đây là hoàn cảnh rất là đáng thương của người đàn bà, cũng giống như là hoàn cảnh của những người phạm tội. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đến nói chuyện với người đàn bà, làm chứng về người đàn bà, thì người đàn bà này đã từ cái chỗ mà mặc cảm tự ti, là không muốn gặp bất cứ ai, đến cái chỗ người đàn bà này bỏ cái vò lại bên giếng và đi vào trong thành để làm chứng cho nhiều người thấy về Chúa Giêsu. Chúng ta thấy một cái sự thay đổi rất là rõ ràng ở đây. Đó là khi một người tin Chúa, một người mà nghe lời Chúa và họ giờ được Chúa giờ đủ, thì người đó sẽ được chính mình Ngài thay đổi. Thế người đàn bà bỏ cái vò lại và chạy vào thành, nói với những người tại đó rằng: tôi đã gặp Đức Chúa Giêsu, nghĩa là đấng Christ. Rồi kể từ lúc đó thì nhiều người á mới đi ra, người Samari ra và mời Chúa Giêsu vào trong thành. Thì câu chuyện ở đây chúng ta học được những gì trong bài học hôm nay? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng phương pháp làm chứng của Chúa Giêsu
là Ngài đến cá nhân. Ngài trực tiếp Ngài nói chuyện với người đàn bà, hay là trực tiếp nói chuyện với Nicodem, nói chuyện trước. Sau đó Ngài, cái phương pháp Ngài nói đó là Ngài dùng lạc điểm, tức là từ một điểm sai lạc của người ta, mà hay là từ một điểm người ta quan tâm, để đưa người ta trở về với Đức Chúa Trời. Đây là cái phương cách làm chứng rất là hay. À, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, để chúng ta học được cái phương pháp làm chứng của Chúa Giêsu qua bài hôm nay. Nguyện thần của Chúa ban phước lại trên hết thảy anh chị em. Và chúng ta sẽ vì phân đoạn này nó khá dài, cho nên chúng ta hôm nay chúng ta học đoạn 1 thôi. Chúng ta học về vấn đề làm chứng của Chúa Giêsu, và ngày mai chúng ta sẽ học về Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong này. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Anh chị em nào lần đầu mới tới kênh thì xin anh chị em hãy ủng hộ tôi là mục sư Nguyễn Phú Quyền bằng cách anh em ấn đăng ký, cũng như là chia sẻ, để tôi có động lực mỗi ngày hầu việc Đức Chúa Trời qua cái sự chia sẻ lời của Chúa cho anh em mỗi buổi sáng. Xin Chúa ban phước lại trên đời sống của anh em. Xin cảm ơn. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết rằng Ngài vì Ngài ban phước cho chúng con. Xin Chúa chúc phước trên anh chị em của chúng con trong ngày mới hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng sự vinh hiển lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn anh chị em. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng anh chị em và mọi người đến với kênh YouTube Pastor Nguyễn Phú Quyền. Lần đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu sơ qua về cá nhân cũng như là về mục đích của kênh. Thứ nhất, tôi là mục sư tin lành, tên là Nguyễn Phú Quyền. Tôi tốt nghiệp thần học tại Viện Thần học Tin lành Việt Nam tại California vào năm 2009. Và tôi đã từng hầu việc Chúa tại Hàn Quốc từ năm 2003 cho tới năm 2008, phục vụ tại Hội Thánh Semunan, là Hội Thánh Trưởng lão đầu tiên của Hàn Quốc, cũng như là Hội Thánh Sejongan với vai trò là truyền đạo và chấp sự. Kế đó, tôi mở Hội Thánh Emmanuel, là Hội Thánh Tin lành tại Seoul. Năm 2009 thì tôi qua Malaysia để hầu việc Chúa và giúp cho cộng đồng người Việt Nam, người lao động tại Việt Nam, tại Hội Thánh River of Life Sanctuary ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tôi trở về Việt Nam năm 2010, truyền giáo tại Tây Bắc, Lào, Trung Quốc từ những năm 2010 tới 2016. Thành lập và điều phối Greenbird Academy tại Hà Nội từ năm 2017. Greenbird Academy là một trường tư thục Hoa Kỳ giáo dục phổ thông từ lớp 1 cho tới lớp 12, do những người Cơ Đốc thành lập, và là giáo viên Viện Thần học Tin lành Việt Nam tại California, cũng là giáo viên của trường Kinh Thánh Galilee, rồi đại diện cho giáo hội Tin lành Trưởng lão Liên hiệp Việt Nam tại miền Bắc. Đồng thời tôi cũng là khu cục trưởng và là quản nhiệm của Hội Thánh Tin lành Emmanuel. Sứ mạng của kênh Pastor Nguyễn Phú Quyền có ba cái sứ mạng chính. Thứ nhất là tôn cao danh vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ hai là mang chân lý Kinh Thánh đến với cộng đồng cách chính xác và chính thực nhất. Thứ ba là giải đáp thắc mắc liên quan đến giáo lý cứu rỗi Kinh Thánh và niềm tin đạo Tin lành thuần túy, cũng như những mọi thắc mắc của anh chị em và mọi người liên quan đến đạo Tin lành. Xin anh chị em thương mến ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhất, cũng như chia sẻ để lan tỏa lời Chúa cho nhiều người, và like để kênh vượt qua thuật toán YouTube.
Nếu anh chị em là người Cơ Đốc, xin nhớ tới và cầu thay cho kênh cũng như mục sư Nguyễn Phú Quyền để kênh Trung Tín hoàn thành sứ mạng của kênh. Chân thành cảm ơn quý anh chị em và mọi người đã ghé qua kênh và đã bỏ thời gian quý báu để nghe phần giới thiệu này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quý anh chị em và mọi người hết thảy. Amen.